Hello mọi người, hôm nay mình đập hộp chiếc tàu mới. Hai chiếc kia bị đụng banh rồi đó. Thì bây giờ mình mới lấy chiếc này về, nó kêu bằng Misky Girl đó. Thì cái chiếc này á là chiều dài của nó là 36 inch đó. Cái này mà lúc mà mình đập hộp, mình đập hộp là mình chạy luôn nha, là nó là tới là 75 plus small per hour, có nghĩa là mình không cần phải đổ gì hết trơn, là standard của nó đập hộp đem xuống hồ chạy là 75 small plus đó. Thì tính ra cũng khoảng là 125 cho đến 130 cây số giờ. Còn nếu như mà cái này mà mình thay thêm hai cái chân dịch vô nữa, nó có thể chạy lên 160-170 luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ đọc hộp nha. Chiếc này á mua là 1.400 đó. Hai cái chiếc kia thì đụng banh rồi, giờ đang ở ngoài sửa đó. Thì cái chiếc này á, nếu mà chiếc tàu thiệt của nó là cái này là cái hiệu tàu đua thiệt ở ngoài đời của nó, là nó chạy lên tới là 210 mile per hour, có nghĩa là 340 km per hour. Ghê lắm, nó nhanh dữ lắm luôn. Bây giờ mình đặt hộp nha. Đáng lẽ là cái này mình order gần 2 tuần thì nó mới về, tại vì mùa dịch mà cái gì nó cũng bị trễ nải hết. Lên mấy gài mình ở nhà mình buồn bỏ mẹ luôn, không có gì chơi. Rồi Dũng quay vô đây, đây chiếc tàu của nó đây, hoành tráng nha. Giờ mình lại chiếc này là tới là 1.400 đô nha các bạn. Thì mình đập hộp là mình đem ra mình chạy đó, không có cần phải đổ gì lên hết, 120 cho đến 130 cây số giờ. Cái này nó xài bằng hai cục pin 6S, tại vì ở đây là nó tới hai cái máy, hai cái motor rồi. Chiếc này nhanh ghê lắm. Thì bây giờ mình chạy nếu mà cái tốc độ này mà mình cảm thấy chưa đủ nhanh, bắt đầu mình đổ thêm vô, mình bỏ mình thay hai cái chân dịch mới vô, chân dịch nó mạnh hơn, thì cái này cỡ khoảng là 160 cây số giờ đó. Thì hôm nay mình đặt hộp cái này rồi, mình mới mua thêm cái GoPro để mình quay phim, để mình đưa lên YouTube đó cho các bạn xem. Thì cái đó là cũng đang trên đường về. Lấy chiếc tàu ra trước nha các bạn nha, rồi bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem nó có cái gì. Kê cái thùng này. Ở nhà đóng cửa, không có đi làm, không có tiền, mà ở nhà bị lockdown còn xài tiền còn nhiều hơn là cái lúc mình đi làm nữa. Mua đồ chơi không cần cả chục ngàn này, đúng không? Để mình để dưới này trước nha.
đây là có mấy cái adapter nha, adapter là để cho mình gắn pin vô đó, nói pin vô đó. Còn này là cái remote của nó. Hình như cái đồ mà để tạo cho nó nằm trong đây. Đây, coi cái máy nó nè. Thấy không? Hai cái motor. Đó, hai cái chân vịt luôn. Cái này nó nhanh lắm các bạn ơi. Cái này là cái đồ mà để mình gắp lại, mình để cái tàu lên nha. Trời ơi, gắp sao đây trời. Maybe it's like that. Chiếc này á, mà mình chỉnh cái tốc độ chạy xa có khoảng là 900 thước đến 1 cây số nha. Đó, thì đây là một cái, thêm một cái nữa là đồ chơi của mùa dịch. Ủa cái đồ để ấy anh tên nó đâu ta? Thì cái này là cái hiệu Provo, mà cái này là cái Miss kêu bằng Kicker. Thì cái này là trong một một chiếc tàu remote control nhanh nhất, cũng chưa có phải nói là nhanh nhất nhưng mà tương đối là rất là nhanh. Thì cái hai cái chiếc mà Sonic Wave mà hôm trước mình mua đó, một chiếc là $700, mua hai chiếc là 1.400.
thì mua hai chiếc đó bằng một chiếc này. Chiếc này nhanh cực kỳ luôn. À. Rồi Dũng quay một vòng cho các bạn xem nha. Rồi cái đó là mình chỉ đập hộp một cái này thôi, mình còn thêm một cái nữa nha. Mình sẽ đập hộp luôn cả cái phần này. Đố mấy bạn là cái gì? Ok, cái này là cái nón LV nha. Thì ở trong cái hộp có đã có vậy. Có thêm một cái bao để sắt ha. Rồi trong đây là cái hóa đơn nha, cái receipt nha. Rồi thì cái nón này nó kêu bằng M765A0 là M76580. Thì cái nón này là mình mua 1360. Mình coi thử cái nón 1360 như thế nào nha. Wow, here we go. Và để mình đổ lên thử luôn nha. Đó. Rồi, thank you các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ chuẩn bị mình đem chiếc tàu này ra ngoài hồ để mình test. Mình test run nó. Rồi khi nào mà cái camera pro GoPro á về á thì mình sẽ dán nó trên đây. Và lúc mình chạy thuyền ra thì nó quay trực tiếp cho nó cho các bạn xem luôn. Và đồng thời thêm một cái nữa là cái drone DJI Air 2S, right? Một khi mà nó về nữa là mình bay trên không, mình quay đó. Và đồng thời mình chờ thêm chiếc tàu của ông Dũng nó về nữa, là tổng cộng nó chơi là 4 anh em đó, đua trên hồ. Mình quay bằng cái GoPro. Rồi thêm ở trên đó thì mình sẽ quay bằng cái DJI. Thank you.